này là bánh chuối nha cả nhà. Dạ không, con Thảo Vy á. Dạ. Cô bánh chuối cô hấp ở nhà, rồi xong là đem ra bán. Bưng nguyên cái sừng ra bán luôn này cả nhà. À, bây giờ là cô cắt ra đó. Dạ. Cô hấp nguyên cái sừng bánh to vậy luôn hả cô? Thương vậy. Dạ. Dễ như cá bánh hủ tiếu vậy đó. Dạ dạ. À con hiểu rồi, cô làm khuôn vải. À, cô làm cho nên cái bánh chuối cô nó mỏng đó cả nhà. Cái này. Dạ. Vậy đó hả cô? Dạ. Rồi cô hay bưng bán chợ này hả? À lâu lâu bán bữa hả? Để bán. Bán chạy chợ hả cô? Không có chạy chợ, lên ngõ chó vậy đó mà tại vì chợ thì kiếm ăn cũng khó đó, kiếm mua của cô cũng khó đó. Dạ. Dạ. Ồ vậy đó hả? Giờ cô phải làm xăng dây đó, chút xíu là khách mua nhiều lắm. Dạ. Hãy yên tâm, mời cháu lại đây. Cô bịch gì 10 ngàn hả cô? 5 ngàn, 5, 5, 6 ngàn nữa. 6 ngàn bịch, dạ. 10 ngàn bịch. Dạ. Tại này mình làm chú nhà, mình làm đồ nhà, mình bán rồi nói tay chút. Dạ. Cô nói nhà làm cho nên mình làm, mình bán nới tay cho khách ăn. Gì? Làm mình bán nới tay cho khách ăn cho nó rẻ vậy đó. Con cây này là cái gì? À con cây kinh Thảo Vy á. Thảo Vy. Dạ cô lên YouTube cô gọi Thảo Vy cái là có à cô. Con hay quay chợ quay đồ ăn rồi bánh trái vậy. Bán giá kìa. Giá đồ ăn đâu mà. Bạn chỉ giá đồ ăn là vậy. Bạn em nó nói là bánh trái đó anh. Dạ. Hôm nay anh về là anh phải xào phải nấu phải kho. Dạ dạ. Quay ăn hết trơn rồi ha, biết mức giá luôn rồi, đưa 6 ngàn vậy. Ờ, đây là đây. Dạ. Chút nữa em mới đắt. Dạ, chút nữa đắt. Phải gì gói hoài, gói gì đó, chút mới đắt. Bà cô vẫn ngồi đây luôn hả, hay là cô? Ngồi đây, ngồi đây cái chừng có mấy đuổi rồi đi rồi. Dạ. Hết rồi. Như vậy thì cô bán tầm nửa tiếng cho nhiêu? Hơn nửa tiếng bị quá không kịp. Dạ dạ. Đó. Không gói đâu. Ông bán có nửa tiếng rồi nha. Mà không phải là ngày nào cũng có đâu. Ngày nào bán rất cần. Dạ. Dạ. Mình một là làm đêm quá rồi không sao. Cực. Dạ. Để 5 giờ sáng ra bán thì 3 giờ là phải. Hồi đó không có 5 giờ, bây giờ bị đuổi rồi phải đi 5 giờ. Dạ. Sau 3 giờ là cô về hấp rồi hả? 12 giờ, 1 giờ. Vui vậy? Nhiều, đi làm hay nhiều. Trời ơi. Ủa, làm tới 6 kg gạo luôn hả? Dạ, 6 kg gạo. 12 giờ, 1 giờ là về hấp rồi. Cực. À, thế qua để trạm chỗ cho người khác bán đó. Không phải, ba đi chợ. Dạ. Bà mua 5 quay đi gì đâu? Dạ quay phát trên YouTube bà. Dạ ở đâu cũng coi được hết trứng cần đem về. Dạ. Ở đâu thì mình cũng coi được. Dạ. Cô bán cho khách này. Bắp. Dạ. Đó. Mới ngồi xíu mà khách cô nói đúng là bán. Bán vô bán kịp luôn á. Cho nên phải vô sẵn á. Chợ này mua đắt nhất luôn. Dạ. Chợ này bán đắt nhất luôn, sướng. Dạ. Tại làm xuể thôi à. Có người có mình thôi, mặn sáng thì đi bán ngang chỗ này nhà họ Phùng Nguyên cái chuyện đó. Không quên. Quên ăn mua nè. Ờ rồi mua đem về đây.
dặn mà quên hoài không nhớ, nó đi ra rồi nói bà Hùng tôi quên chứ đó, không dám cái tiền đó mà nó đưa tiền. Tại bánh cô nó đẹp nó lạ thì Thảo quay à. Coi như cả đời cái xứ không phải là ông này của mình tôi. Ai làm bà cà xê nó phải không bà? Dạ, bây giờ. Ta làm người bọc cháu không à? À cái này là cô từ xay gạo ở nhà làm từ luôn. Từ xay gạo làm đây. Dạ, từ xay gạo và chuối nhà luôn. Ai quê dữ ta? Dạ. Đúng rồi, bánh truyền thống. Mà rồi chuối này là cô đập hả? À, mình dạt ra bỏ rụng hết. Dạ. Bỏ vô cái bọc, xong đập sơ sơ đổ ra. À, cô làm giống cái bà đúng rồi, cô làm giống bà Tư hồi xưa này, làm mà phải bỏ hột nữa cho nên cái bánh chuối nó trắng nè. Trời ơi, giờ mới nhớ. Cực. Làm kỳ quá. Dạ hết. Dạ. Làm kỹ á cả nhà. Bánh chuối mà phải bỏ hột ra cho nên cái mọi người coi cái bánh này nó vàng nó đẹp chưa này. Bỏ vô cái bọc thì nhiều ha, rồi cái đập sơ sơ lại cái là xong đổ ra. Dạ. Để làm nó dễ tràn nó gần cát. Đó. Nó dễ, không dễ. Không dính vô cái vị trang hết nó làm nó nhỏ. Dạ. Nó làm được nhiều chứ không dễ làm nhiều. Làm kỳ công á, cực á cho nên muốn làm nhiều cũng có thời gian. Có mình tu cho mình nhiều. Cô bán cái món này được bao lâu rồi cô? 40 năm rồi vô. Dạ, không thay đổi. Không thay đổi. Sực bánh chuối 40 năm cả nhà. Nhưng mà ngày bán vài ngày nghỉ. Không có thời gian. Nghỉ nha, bây giờ mới nghỉ đó. Hồi mà dịch bây giờ mới nghỉ đó. Dạ. Cô bán là chờ cao lạnh nha cả nhà. Cái chờ này là hồi xưa là chờ cũ á, nhưng bây giờ người ta về qua chờ mới, cô vẫn ngồi cái đường cũng có để sẵn ở bên đó rồi cả nhà để bán cho nó nhanh. Bây giờ này là giờ khách đó cho nên cô đâu. Vô cái bọc mà 10.000 là cô bỏ miếng lá chuối đúng không? Dạ. Hồi nãy bà nói là bánh này là đúng là bánh của cô, là bánh truyền thống từ xưa cả nhà, chứ bánh chuối sau này hấp là nó khác cái kiểu này đó. Tráng nữa, bánh chuối mà tráng trên cái tráng trên cái khuôn vải giống như là làm mà tráng hủ tiếu vậy đó, làm mỏng mà giác mỏng đó, cho nên mọi người lớn tuổi rất là thích những cái bánh truyền thống này, bánh kiểu xưa này ngon hơn bánh bây giờ. Bánh mua là 200.000. Dạ. Bên hội liên tỉnh phụ nữ phố này không mua thôi, mua là 300. Dạ. 300 là mua hết bánh của cô luôn, hết nửa rồi. Không, còn nữa rồi. Dạ, 300 đó hết phần nửa. Lâu lâu mà giờ tôi bỏ số điện thoại mất tiêu, bà điện cũng được. Ha, dạ. Ừ, bánh gì nữa, giòn dạ. Ngon, ngon. Hơi Thảo giới thiệu cái sực bánh của cô á cả nhà. Mọi người mà có dịp đi về Cao Lãnh thì tranh thủ ghé mua, nhưng mà cô bán sớm lắm. Đi muộn là hết à, không có dành cho những cái người mà ngủ trễ đâu. Công an ra là hết, mặt trời lên là hết đó. Tí nào mặt trời mọc lên cái là trật tự ra là cô hết rồi đó. Tranh thủ bán trước khi mà trật tự ra. Cái chợ này nó họp sớm lắm. Nó họp từ 1 2 giờ sáng chưa? Chợ này đâu có chỗ chợ, trong chợ họp đây tại họp bán tại chứ ai cho. Dạ dạ, cái chợ trong họp này nó họp 1 2 giờ sáng, nó họp đến 6 giờ sáng là tan rồi đó. Bán rau củ quả trong đồng, có gì đem ra bán đó. Yeah.
sừng bánh chuối của cô hai cả nhà. Mọi người đi về Cao Lãnh tìm mua ăn ha. Anh phụ dậy phải sớm như em Thảo vậy nè, 5 giờ là phải dậy rồi. Chứ dậy trễ là có mấy lần con dậy trễ 6 giờ đi ra là cô chắc hết mất tiêu rồi. Dạ. Sừng bánh 40 năm rồi đó. Nhưng mà không phải là ai cũng có duyên mà gặp mà được đâu. À, thứ nhất đôi khi ngày đó mình đi vậy đó, chứ có ngày thứ dạy cho đựng chưa hết nữa. Dạ. Nhiều lắm. 6 kg gạo. 6 kg gạo. Cô trai. Gạo lên vậy nè. Dạ. Gói bây giờ luôn. Trong nhà đem về ra bán được 300 ngàn, 200 mấy rồi đó. Ô mừng vậy. Có sẵn cái lắm không để. Dạ. Cô nói sáng. Sáng là cô tráng cao lên qua khỏi cái thành này luôn á. Dạ. Chồng lên. Cảm ơn cùng cực hả cô hả? 40 cái bánh. Dạ. 20 ngàn cái, 40 cái mà bác vậy nè, nó bị mất tiền. Dạ. Nó còn 700 mấy. Con thấy cô làm cùng cực ghê luôn á. Ê ê ê ê, là nó lắm luôn đi. Dạ, dạ. Đấy luôn đi. Để nó không có xong đi qua bỏ thôi, nó tiền hết. Ừ, qua qua lấy tiền thằng này nè. Trong gạo nè. Về luôn, không nhớ rồi kìa. Về sang mua rồi nhớ. Đôi khi cô bán mệt quá, tráng quá thì cùng nghỉ vài ngày rồi đó cả nhà. Chiều lá chuối lót vô bao ni lông á, nó sạch đó. Người lớn tuổi hồi nãy giờ em ngồi quay xíu mà toàn thấy người lớn lớn trung niên mua không à, không thấy bằng trẻ nào mua hết trơn. Trẻ không biết ăn này đâu. Ăn cái này mấy chuyện là không biết. Dạ. Biết tự này đâu. Biết tự nhà chị mà đâu con không ăn. Dạ. Hình luôn. Có chứ. Có chứ, đã quay hình thì phải vô hình chứ. Dạ con phát trên YouTube là mở coi được cô ở đâu cũng coi được. Thấy nào coi cũng được cho nó vô. Mà gõ cái giờ là gõ ra. Dạ đúng rồi. Không, con quay đồ ăn không, con quay mấy cái tin nóng đó. Đúng rồi, con thích coi đồ ăn, coi bánh trái rồi những cái bánh mà bánh truyền thống, bánh quê này nè. Ờ, mà tôi không biết trong trong truyền hình tôi không bấm ra cho ta ta. Truyền hình bấm được mà trong điện thoại thì bấm được. À dạ. Phải coi truyền hình xong rồi bắt đầu máy điện thoại ra bấm like cho ta. Cô bán rất là sạch sẽ cả nhà. Bao tay bao đồ hết trơn à. Nhìn cái sừng bánh của cô là nhìn nó sạch bóng là biết nó sạch rồi đó. Nhà làm sạch. Dạ. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi.
nhà là mình thấy có cái kỹ thuật làm nó dễ dàng đó. Để vô cái bọc chuối hay cái này, bọc cả mười mấy trái gì đó, cái đầu đập xương xương cái đổ ra cái phần kia không. Không dính thao, dính nồi, dính gì cho sợ nó khỏe gì đâu, nó dễ mà còn không nổi. Nói chừng mình ráng đó, mình rổ được cái giá, mình ráng ra, cái đầu cũng đâu dính gì đâu, cái mất lực ráng nữa. Làm gì trang trang bên trang bên nước vậy đó. Biển lò đó, lò anh thế. Dạ. À, đó tiền không lẫm chứ. Cái này nó ráng, cái này nó bực quá, không ai làm, cái gì không cứ ráng, cái về luôn. Có lâu ai đặt là lấy nó thiên, nó thiên bánh. Dạ. Cái ngày đỡ mà chứ hôm qua bỏ ngay lên đây. Vậy đó. Ừ, nó bỏ một cái, bà kêu mày không chủ, bà rủ luôn. Con con chúc cô hai bán đắt hàng nha, con đi vòng vòng kìa. Dạ. Dạ.